Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động Thành Phú nha. Ngày hôm nay em cũng sẽ lên nhanh thêm một cái video giới thiệu thêm một số cái dòng sản phẩm bên cửa hàng bên em. Ở đây em sẽ có một cái chương trình khuyến mãi áp dụng trong cái video ngày hôm nay và sẽ áp dụng cho một cái dòng sản phẩm giảm đi khoảng tầm 4 đến 500 ngàn nha mọi người nha, tức là áp dụng cho một dòng sản phẩm Samsung. Thì dòng sản phẩm đó là sản phẩm nào thì em sẽ giới thiệu trong video này luôn. Và để đầu video thì em xin phép 1 phút để nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng di động Thành Phú, thì quý khách hàng có thể tìm kiếm cửa hàng bên em bằng cách gõ tên di động Thành Phú nha, để xem được những cái video chương trình giới thiệu cũng như là những chương trình báo giá máy cũng như là review giới thiệu máy bên em bằng gõ vào tìm kiếm ở trong ứng dụng Facebook cũng như là trên YouTube nha mọi người nha. Gõ tên cửa hàng em là sẽ ra thôi. Bên em là chuyên điện thoại cũ giá rẻ và linh phụ kiện. Đấy. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971172105. Bên em thì đặc biệt chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này thôi nha. Bên em thì có gửi hàng toàn quốc, tức là quý khách hàng ở bất kỳ tỉnh thành nào bên em cũng đều có thể gửi hàng được hết. Bên em gửi hàng thì từ 2 đến 3 ngày hoặc là từ 1 đến 2 ngày tùy vào size gần nha. Trước khi thanh toán thì mình sẽ được khui hàng kiểm tra trước, và để tránh những cái trường hợp bom hàng thì gửi hàng đi xa thì bên em sẽ nhận cọc trước, đó là 50 ngàn, 100 ngàn. Ở đâu thì bây giờ cũng vậy thôi. Phí ship bên em đồng giá là 40 ngàn, còn nếu như mình tin tưởng chuyển khoản trước 100% thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển nha. Hình thức mua bán thì em có để lại trong phần mô tả video thì quý khách hàng cũng có thể tham khảo lại. Bây giờ cũng sẽ vào nhanh luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay và để đến những cái chương trình khuyến mãi nha mọi người nha. Một cái dòng sản phẩm đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến quý khách hàng đó là hàng Oppo A58 5G. Thì cái lô này thì rất rất là lâu rồi, bên em mới về được một cái phiên bản 128GB. Đợt vừa rồi thì sẽ là phiên bản 256GB, nhưng mà tại vì có nhiều khách hàng không có lưu trữ nhiều ấy, cho nên chỉ cần những cái phiên bản 128 thôi là ta đã đủ rồi. Đấy, để sử dụng, thứ nhất là nó sẽ vừa đủ đáp ứng được cái nhu cầu, mà thứ hai nữa là nó cũng mức giá thành nó cũng rất là hợp lý. Nhưng bản này bên em thì nó sẽ là máy mới khui siêu á, máy mới khui siêu hàng trôi bảo hành thôi mọi người. Máy mới khui siêu, bên trong này sẽ gồm có một chiếc ốp lưng nè. Đấy. Cường lực thì bên em cũng đã có tặng kèm rồi nha. Cường lực thì bên em tặng kèm. Máy và một bộ cốc cáp sạc 33W theo máy nha. Một bộ cốc cáp sạc 33W. Đấy, đây là tất cả những phụ kiện theo máy. Oppo A58 5G thì hiện tại ở đây em sẽ có được 3 phiên bản màu cho mình, đó là phiên bản màu tím, phiên bản màu đen và phiên bản màu xanh. Nó đồng giá là 2.900.000 nha. Phiên bản này là RAM 8GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đến là 128GB. RAM 8 nha mọi người nha, bộ nhớ 128. Đây là Oppo A78 5G nha. Những phiên bản M256 thì đợt vừa rồi bên em bán ra là 3.200.000, thì phiên bản này nó sẽ rẻ hơn được là 300.000 nha mọi người nha. Rẻ hơn cho mình là 300.000. Mà máy thì tình trạng vẫn là sẽ như là như nhau luôn, bên em vẫn sẽ bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng với máy lỗi cho nhà sản xuất nha. Hàng thì gần như là hàng mới hoàn toàn. Nói chung là nó cũng như là hàng mới vậy. Cái hàng này chỉ có chẳng qua là khi mà nó hết hàng bảo hành á thì bên em về bên em bóc siêu ra và kích hoạt thôi. Đấy. Kích hoạt và cập nhật sẵn cho quý khách hàng luôn. Ở đây thì tất cả bảng màu bên em thì đều đồng giá là 2.900.000 nha mọi người nha. RAM 8GB và bộ nhớ sẽ lên đó là 128GB, máy mới hoàn toàn luôn. Đấy. Dòng này thì màn hình của nó độ rộng sẽ được là 6.5.6 inch nha mọi người nha. Màn hình 6.5, màn hình của nó độ nhạy sẽ được là 90Hz, tức là độ nhạy này cho mình trải nghiệm ứng dụng hay là mình lướt TikTok hay là mình chơi game thì nó cũng khá là ok trên cái độ nhạy này nha. Đấy. Camera sau nó sẽ gồm có hai cam, cam chính sẽ được là 50MP, nó sẽ có đèn flash ở đây nha mọi người nha. Nó sẽ tích hợp trong hai cam nè. Đấy, rất là đẹp ha. Màu của nó thì nó ngã ngã như kiểu như màu đa sắc á, màu màu xanh nè, mình ngã ngã nó cũng có màu đa sắc nha. Và kể cả là màu tím nó vẫn vậy nha mọi người nha. Đấy. Chỉ có riêng mỗi màu đen thôi, màu đen thì sẽ làm giả nhám cho mình. Cảm biến vân tay dòng này tích hợp vào trong nút nguồn, nó là thiết kế vuông nha, dòng này thiết kế vuông. Nó sử dụng cho mình là loa kép, tức là loa trên và loa dưới luôn nha. Nó vẫn giữ cho mình được cái jack tai nghe 3.5 và cái chân sạc Type-C hỗ trợ lên đó là 33W. Pin thì pin của nó sẽ được là 5.000 nha mọi người nha. Pin sẽ được là 5.000, nói chung là mức pin này thì sử dụng một ngày là thoải mái nha. Đấy. Oppo A58 5G này, bộ nhớ 128GB, chip của nó sẽ là Dimensity 700 5G, RAM thì sẽ là RAM 8 cộng 8 nha. Cái hàng A78 và A58 á, nó hay cái là nó 8 thì nó sẽ là cộng 8, 6 nó sẽ cộng 6, 12 nó sẽ cộng 12. Đấy. Android sẽ là Android 12 và đặc biệt những con này sử dụng cho mình là hai SIM nha mọi người nha, hai SIM và là hai SIM vật lý nha. Camera 50MP thì mình sẽ thấy được cái mức camera này nó rất là đẹp. Và ở đây thì sẽ là cái hiển thị của camera trước nha, rất là sáng rõ nha, nó vẫn tích hợp cho mình cái chế độ làm đẹp nè. Nó rất là nhiều chế độ làm đẹp trong này luôn. Đấy, nếu như mình hay selfie á, thì mình sẽ chọn những chế độ làm đẹp này. Chụp ảnh AI nhận diện khuôn mặt đầy đủ nha. Oppo A58 5G thì với mức giá chỉ có 2.900.000 thôi nha.
Và mình sẽ đến với cái chương trình khuyến mãi mở đầu video mà em có báo trước ha, đó là chương trình khuyến mãi ngày hôm nay. Thì bên em sẽ áp dụng giảm giá cho một cái dòng sản phẩm để thu hồi vốn nha mọi người nha. Nhân dịp với lại cũng gọi là chương trình khuyến mãi ngay cái dịp rằm mà tháng 7 đây mọi người. Ở đây trên tay em đây là một cái lô máy Samsung Galaxy S22 Ultra. Hiện tại bên em đang thanh lý cái lô này, chỉ thu hồi vốn xả lỗ luôn nha, xả lỗ thu hồi vốn cái lô này về. Để mà em về cái bản 128GB, tại vì hiện tại bây giờ bản 128GB bên em đã hết rồi. Đây là Samsung Galaxy S22 Ultra, phiên bản 128GB bên em nó là 10 triệu rưỡi nha mọi người nha, 10 triệu 500 ngàn. Đấy, còn phiên bản 512GB, tại vì phiên bản ROM 128 á, nó sẽ đi kèm bản RAM 8GB, tức là 8 lên 128 nó sẽ là 10 triệu rưỡi. Còn phiên bản này là bên em nó là phiên bản 512GB nha, lưu ý là 512GB. Máy mới không hộp nha, đây là hàng mới hoàn toàn không hộp nha mọi người nha. Máy mới hoàn toàn không hộp. Những phiên bản này hiện tại bên em đang bán ra sẽ là 12 triệu 700 ngàn. Và hiện tại bên em đang giảm đi 500 ngàn một máy, áp dụng cho chương trình rằm tháng 7 này. Đấy, giảm đi 500 ngàn một máy cho đúng phiên bản 512GB này, RAM 12 và bộ nhớ là 512GB nha mọi người nha. Samsung Galaxy S22 Ultra, RAM 12GB, bộ nhớ là 512GB. Mức giá sẽ là 12 triệu 700 ngàn, đang được giảm đi 500 ngàn một máy nha mọi người nha. Áp dụng đến hết ngày 20, tức là hiện tại ngày hôm nay sẽ là ngày 18 tháng 8 và sẽ đến hết ngày 20 nha mọi người nha. Lô này ở đây em chỉ còn khoảng tầm chưa đến 20 mấy, chưa đến 20 mấy như thế này nha mọi người nha. Chưa đến 20 mấy, mức giá cũ sẽ là 12 triệu 700 và đang được giảm đi 500 ngàn một máy. Và lưu ý giùm em, mức giảm giá này là không kèm phụ kiện sạc cáp nha. Không kèm phụ kiện sạc cáp, tức là giảm đi 500 ngàn, bên em chỉ tặng kèm ốp lưng và dán màn hình chuyên dụng của nó thôi. Không kèm sạc cáp nha. Chứ còn giảm thêm 500 ngàn đó, đã lỗ khoảng tầm gần hơn một ngày công rồi. Mà còn thêm bắt yêu cầu thêm sạc cáp 25-30W nữa thì thành ra là bên em sẽ lỗ rất là nhiều, cho nên là bên em sẽ không kèm sạc cáp nha, lưu ý giùm em nha. 12 triệu 200 ngàn là không kèm sạc cáp nhưng vẫn sẽ có ốp lưng và cường lực nha mọi người nha, vẫn sẽ có ốp lưng và cường lực. Samsung S22 Ultra nha, áp dụng đến hết ngày 12 thôi. Đây, S22 Ultra phiên bản Mỹ, sử dụng cho mình là hai SIM, một eSIM, một micro SIM nha. Phiên bản Android của nó sẽ là Android 14, tất tần tật luôn, nó là Android 14, tại vì dòng này nó là dòng đời cao mà. Đấy, pin được 5.000 nè. Tất tần tật là máy mới không hộp nha. Máy này là máy mới hoàn toàn, tất cả những cái siêu viền này là đầy đủ hết nha, máy mới không hộp thôi. Đấy, tại vì thị trường nhà Mỹ mình bắt về máy trần thì mức giá nó khá là rẻ, nó hợp lý hơn rất là nhiều nha mọi người nha. Dòng này thì công nghệ màn hình của nó sẽ là Dynamic AMOLED 2 nha. Dynamic AMOLED, độ phân giải của nó sẽ được là 2K cộng, tần số quét của nó sẽ được là 120Hz. Đấy, cực kỳ nhạy luôn nha mọi người nha, cực kỳ nhạy luôn, nói chung là bấm là chạy thôi, cực kỳ nhạy nha. Cái camera sau của nó sẽ được là 108MP và lần lượt nó sẽ có thêm 3 cái camera hỗ trợ nữa nha mọi người nha. 3 camera hỗ trợ, một cảm biến nè, một đèn flash đây nè. Camera trước, đặc biệt con này camera trước được 40MP, cam sau nè 108 nè. Nó là lấy nét nâng cao, lấy nét tự động và là nhận diện AI đầy đủ nha. Đây là mức của cam trước nè, mình sẽ để tự nhiên hoặc là tươi sáng, cái này là tùy mình. Mình đưa vào thì mình sẽ tự động mình cài thôi nha. Đấy, hai mã màu thì đều đồng giá, đang được giảm hết, tất từ đặt luôn, đều giảm 500 ngàn hết nha mọi người nha. S22 Ultra nha, hai SIM, một SIM eSIM và một SIM vật lý nha mọi người nha. Hỗ trợ 5G, pin 5.000 và hỗ trợ sạc nhanh và sạc siêu nhanh, sạc không dây nha. Đấy, S22 Ultra nha. Dòng này thì ở đây em cũng giới thiệu khá là nhiều và được, trước đây là bản Mỹ mà bản hàng mới luôn thì mình cũng không có gì giới thiệu thêm, thì rất là không có gì giới thiệu thêm cả. Đấy, từ chip từ đồ này kia nọ, mình gõ chữ S22 Ultra bản Mỹ là sẽ có đầy đủ cấu hình luôn. Con chip sẽ là Snapdragon 8 Gen 1 nè. Đấy, sử dụng cho mình là hai SIM, pin 5.000, tất tần tật, tất chức năng bút viết hoạt động ok hết nha mọi người nha. Tại vì đây là máy mới hoàn toàn, máy mới không hộp nha. Giảm đi 500 ngàn một máy. Chế độ bảo hành cho những cái dòng này thì bên em hiện tại là một đổi một trong vòng 3 tháng. Phần cứng sẽ được bảo hành là 6 tháng và phần mềm sẽ được bảo hành là trọn đời máy. Tức là máy còn hoạt động thì bên em vẫn sẽ còn bảo hành phần mềm, chỉ cần là máy bên em thôi. Còn nếu như máy mình mua những chỗ khác vẫn được, bên em vẫn sẽ xử lý phần mềm cho mình và sẽ tính phí. Đấy, thì thực chất chạy phần mềm nó chỉ có 70 ngàn hoặc 120 ngàn thôi, tùy vào tình trạng thôi mọi người. Đấy, S22 Ultra nha mọi người nha.
Tiếp đây thì mình sẽ về với một số cái con máy giá rẻ nha mọi nha. Như em có báo trước là cái dòng Samsung giá rẻ thì đợt này bên em cũng có thu thập khá là nhiều. Ở đây đầu tiên em sẽ có được một cây Samsung Galaxy Y4 nha mọi nha. Cái này thì em bán ra em có tặng kèm ốp lưng nè, tặng kèm một bộ cốc cáp sạc. Nếu như mà quý khách hàng không lấy phụ kiện của dòng này thì bên em sẽ trừ ra đó là 100 ngàn tiền phụ kiện nha mọi nha, trừ ra 100 ngàn tiền phụ kiện. Đây trên tay em đây là một cây Samsung Galaxy Y4 với mức giá hiện tại nó sẽ là 1.650.000. Cây này em sẽ đánh vị trí số 1 cho quý khách hàng nha. Tại vì có nhiều khách hàng tức là mình để số 1 cho mình dễ dễ nhận biết thôi. Đấy. Cây này thì sở hữu cho mình là RAM 3GB và bộ nhớ sẽ là 32GB, nó là bản một SIM máy Hàn Quốc nha mọi nha. Máy một SIM, hàng SIM luôn. Và con này đang bán với mức giá là 1.650.000 là có tặng kèm ốp lưng và một bộ sạc cáp nhanh nha. Nếu như mình không lấy phụ kiện thì bên em vẫn trừ ra con này đó là 100 ngàn tiền phụ kiện, chứ là tiền bộ sạc và cái ốp lưng. Con này á, tên thiết bị của sẽ là Galaxy Y4 nè, sử dụng cho mình là một SIM. Phiên bản Android của nó sẽ là Android 11 nha mọi nha. Con này thì sở hữu cho mình là đặc biệt luôn cái màn hình của nó là màn hình Super AMOLED nha. Hiện tại bây giờ những cái dòng Samsung mà dưới 2 triệu mà sở hữu màn hình Super AMOLED thì rất là ít. Giống như ngày hôm qua thì em có một cây Samsung A5 thôi, sở hữu được cái màn hình Super AMOLED nha. Màn hình này thì từ độ hiển thị cho đến độ sắc nét nó cực kỳ cao. Thế con này thì pin của nó sẽ được là 4.000 nha mọi nha, pin được 4.000 từ camera này, quay phim chụp ảnh ok nha. Đấy, quay phim chụp ảnh khá là nét ha. Nếu như là làm một con máy phụ cũng khá là hợp lý luôn, tại vì cái con này nó nâng cái tấm nền Super AMOLED lên làm để cho mình thấy được cái độ hiển thị khi mình xem video, xem phim, nghe nhạc này rất là rõ nha mọi nha. Pin 4.000 thì cũng khá là hợp lý, thực chất là pin 4.000 khá là hợp lý nha. Đấy. Cái độ sắc nét màn hình con này nó rất là cao nhưng mà mức giá thì rất là rẻ. 1.650 nếu như mình không lấy phụ kiện, còn trừ được thêm đó là 100.000 nha. Đấy. Sử dụng cho mình là RAM 3GB và bộ nhớ của nó hiện tại sẽ là 32GB. Tất cả chức năng hoạt động ok hết nha. Đấy. Samsung Galaxy Y4 nha. Pin được 4.000, giờ mình thì pin được 4.000, RAM 3 và bộ nhớ sẽ là 32, pin được 4.000 thì tính ra là nó cũng thoải mái, nói chung là mức pin này cũng khá là hợp lý. Cảm biến vân tay sau lưng nè, camera ở đây nha. Đấy. Bản này thì nó ra mắt ở thị trường Hàn Quốc, thì hiện tại những cái bản này nó nếu như máy mới ở tại thị trường Hàn Quốc thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4 triệu tư, tức là tính ra tiền Việt Nam nó phải tầm 4 triệu tư nha mọi nha. Nhưng ở đây em thu được một con máy giá rẻ, nó cũng có hơi xước xước nhâm nè mọi người, mình nhìn xương xương nữa cũng hơi xước xước nhâm, nhưng mà với mức giá chỉ có 1/3 thôi, chưa được 1/3 nữa, chưa được 1/3 trên giá trị tổng của một con máy mới, thì tính ra 1.650.000 thì coi này rất là hợp lý nha. Sở hữu cái màn hình Super AMOLED trong cái tầm giá 1.500.000 thì coi này quá là ok luôn. Đấy, sở hữu chỉ có nhỉnh hơn 1.500.000 một tí thôi mà sở hữu một con máy là Super AMOLED thì rất là hợp lý nha mọi nha. Và cũng là một cái dòng máy giá tầm trung, cũng tầm cái mức khoảng đấy, thì ở đây em sẽ có tiếp được một cái dòng máy 1.600.000 nè. Trên tay em đây là hai cây iPhone 6s nha mọi nha. Hai cây iPhone 6s, hai cây này đặc biệt là máy nguyên zin và pin thay mới hoàn toàn. Pin này có bảo hành luôn, tức là pin bên em thay thì bên em sẽ có bảo hành pin cho mình. Pin thay mới hoàn toàn 100%. Đây, tình trạng máy thì rơi vào khoảng tầm 98-99% nha mọi nha. Đấy. Máy giờ mình sẽ được là bao là zin đẹp rồi. Đấy, máy là 98-99% nha. Bộ nhớ của những con này thì sẽ là 32GB, bản màu Roxy nè, màu hồng và bản màu bạc nha mọi người nha. Hai mã màu này thì bên em đều đồng giá luôn, với mức giá sẽ là 1.600.000. 1.600.000 là đã có đầy đủ phụ kiện như là ốp lưng cường lực rồi nha, ốp lưng cường lực, sạc cáp, quay lấy sim rồi. Còn nếu như mình không lấy phụ kiện dòng này mình sẽ được trừ ra thêm đó là 150.000, riêng phụ kiện dòng này sẽ được 150.000 nha. iPhone 6s nha mọi người nha. Pin là pin thay mới hoàn toàn 100%, máy quốc tế chuẩn luôn. Đấy, vân tay vân đồ đầy đủ nha mọi người nha. Nói chung là máy thì mình đã bao full chức năng rồi thì không phải lo lắng gì hết nha. Bao full chức năng luôn, tất tần tật 100% đều là máy Nhật hết nha mọi nha. Tất tần tật luôn, tất cả luôn đều là máy Nhật. Bản 32GB, tất tần tật chức năng như là camera, quay phim, chụp ảnh này kia nọ là thoải mái nha. iPhone 6S thì bây giờ nó sẽ lên được iOS cho mình, đó là iOS 15, thì 15.3.7, 15.8 ấy, thì thành ra là những cái ứng dụng hiện tại bây giờ nó không bị hạn chế gì hết. Zalo, Facebook, YouTube, TikTok không bị chậm thông báo luôn nha mọi nha. Đấy, cực kỳ mượt mà luôn, quay phim chụp ảnh khá là ok mà mức giá thì rất là rẻ, 1.600.000 thôi, không lấy phụ kiện chỉ có 1.450.000 thôi, bỏ túi rất là nhỏ gọn. Ví dụ như công việc của mình mà cần một con máy nhỏ gọn thì đây, những con này bây giờ hiện tại vẫn có thể chiến game được nha mọi nha, chiến game thoải mái luôn ấy. Nhưng mà so với mức tầm giá này thì iPhone 6s nó vẫn chiến game, so với những cái dòng trên 2 triệu đồng nó vẫn chiến ngang ngửa luôn nha mọi nha. Đó là iPhone 6s nha.
Và một dòng nữa như là dòng Renault 5 Pro ấy. Renault 5 Pro thì như ngày hôm qua thì em cũng không có giới thiệu dòng này khá là sâu, không sâu lắm. Thì có nhiều khách hàng hỏi Renault 5 Pro thì em cũng báo luôn, Renault 5 Pro thì bên em vẫn có hàng. Hiện tại Renault 5 Pro, Oppo Reno 5 Pro ấy, thì hiện tại bên em đang bán ra với giá sẽ là 3 triệu 3. Em sẽ có được hai phiên bản màu, đó là mã màu tím huyền nè và mã màu xanh nha mọi người nha. Đây là hai mã màu, thực chất hai mã màu nhưng mình nghiêng nghiêng nó vẫn có cái kiểu như là cảm giác như là màu đa sắc vậy á mọi người. Đấy. Màu xanh và màu tím nha. Phụ kiện bên trong này em vẫn tặng đầy đủ hết, gồm có một cái cốc sạc nhanh, một chiếc ốp lưng và một que lấy sim cũng như là một dây cáp sạc. Nó không kèm tai nghe nha, dòng này thì bên em không kèm tai nghe. Đấy. Mức giá thì chỉ có 3 triệu 300 ngàn thôi. Hai mã màu này thì bên em đều đồng giá nha mọi người nha, 3 triệu 3 là đều đồng giá hết. Ở đây đặc biệt quý khách hàng cũng có thể chọn một con máy trần. Tức là mình không lấy phụ kiện, mình chỉ lấy con máy trần như thế này thôi, bên em vẫn bán luôn nha, vẫn bán ra thu lại phụ kiện với mức giảm như 150 ngàn nha mọi người nha. Đó, là Oppo Reno 5 Pro nha. Dòng này thì sẽ là màn OLED nè. Đấy, màn OLED, màn hình cong nha mọi người nha. Thiết kế là cực kỳ đẹp luôn. Riêng máy thì em sẽ bao cho quý khách hàng là khoảng tầm 99,9% luôn. Tức là máy, riêng máy tình trạng mà đẹp cũng như là zin thì em sẽ bao nguyên hết. Đấy. Màu xanh cũng như là màu tím nha mọi người nha. Nếu như mình thích những cái màu mà nó tối tối một xíu thì mình chọn những mã màu tím. Còn nếu mình thích những mã màu sáng thì mình sẽ chọn cái bản màu xanh nha mọi người nha. Đấy. Oppo Reno 5 Pro nha, dòng này là màn OLED, cảm biến vân tay trong màn luôn. Đấy. Thông số thì ở đây thì trong giới thiệu nó sẽ có hết, cái màn OLED thì khi mình quay phim mà đối diện với bóng đèn nó sẽ bị chớp đó, mọi người. Cái kiểu là như vậy. Oppo Reno 5 Pro nè, bộ nhớ 128GB chip Dimensity 1000 plus nè. Pin thì pin sẽ được là 4350 nha mọi người nha. Pin con này sẽ được 4350. Camera sau ra sau sẽ được là 64 megapixel cho mình quay phim chụp ảnh rất là nét nha. Mà nói chung thì cái màn hình cong này thì cái độ hiển thị nó cực kỳ nét. Trong khi là cái màn OLED 1 tỷ màu này nữa thì nó sẽ cho mình cái những cái cảm giác kiểu như là trải nghiệm những video 3D, những cái đồ họa mà cái đồ họa song song á thì mình sẽ xem được những cái video rất là đẹp nha. Đấy. RAM 8 bộ nhớ 128GB. Reno 5 Pro nha mọi người nha. Và ngày hôm nay nữa như quý khách hàng sẽ thấy ở đây, cái hàng iPad mini 4 bên em tiếp tục về được một lô nữa nha. iPad mini 4 thì nó vẫn gọi là cái dòng máy tính bảng quốc dân luôn. Dòng này thì hợp đợt vừa rồi bên em bán ra thật cực kỳ ok luôn, không có bất kỳ một cái lỗi cũng như là không có bất kỳ một cái tình trạng nào mà kiểu như là nó bị hụt chức năng hay gì hết, không có nha. Tại vì ở đây khi bán ra em sẽ cam kết cho mình máy đồng ý bên em là máy cũ máy lướt, nó không phải là máy mới hoàn toàn 100%, nhưng chức năng em sẽ bảo hành cho quý khách hàng là 100%. Nếu như trong vòng 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng, tức là trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi từ nhà sản xuất, tức là các lỗi xuất hiện từ do nhà sản xuất thì bên em sẽ đổi mới ngay. Đấy, bên em chỉ không bảo hành ở kiểu như là rơi vỏ hay rớt nước này cái nọ thôi. Dòng này thì bên em bán ra hiện tại mức giá rất là rẻ, 2 triệu 450 ngàn nha. iOS của con này á, nó sẽ lên cho mình được là iOS 15, tức là tất cả những cái ứng dụng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok hay là chơi những cái game như là PUBG hay là Free Fire hay là Liên Quân Mobile thì mình chơi ở mức cấu hình trung bình là vẫn chơi được, gọi là mắc luôn. Ok luôn, mức cấu hình trung bình gọi là ok luôn nha mọi nha. Đấy. iOS thì những con này nó lên được iOS 15.8 rồi, tức là nó mạnh ngang ngửa một con E2 á. Giờ thì cấu hình nó ngang ngửa với E2 nhưng mà cái màn hình nó nhỏ hơn. Màn hình con này thì chỉ có 7.9 inch thôi. Pin thì pin sẽ được là xấp xỉ là 5.100 nha mọi người nha. Nó nghe gọi qua FaceTime, tức là nghe gọi qua tài khoản iCloud ấy, hoặc là mình nghe gọi qua những ứng dụng như là Zalo, Facebook, YouTube, rồi Tinder này cái nọ, mình nghe gọi qua những ứng dụng đấy. Đấy. Máy thì bên em là máy quốc tế chuẩn nha mọi người nha, bản Nhật, máy zin nguyên 100%, Wi-Fi 4G 16G. Tức là mình những chỗ mà không có Wi-Fi mình có thể bỏ SIM vào đây mình sử dụng nha. Máy zin đẹp luôn, tất cả là mã màu vàng và em sẽ có thêm mã màu bạc nữa. Mức giá 2 triệu 450 ngàn mình sẽ được tặng kèm đó là một chiếc bao da nữa nha. Một chiếc bao da và một bộ cốc cáp sạc. Riêng phú quý cái này không lấy phụ kiện trừ ra thêm 150 ngàn nha. Đây là chiếc bao da nè. Bao da mini 4 bên em á, thì nó sẽ bảo vệ cả mặt trước và mặt sau luôn. Nó sẽ thay thế cho mình một cái giá đỡ điện thoại luôn. Tức là nó sẽ làm luôn, nó thay thế chức năng của một giá đỡ điện thoại luôn nha. Đấy. Màu xanh và màu nâu. Chúng ta sẽ bỏ bao da vào đây. Đấy. Bao da thì bên em sẽ bảo vệ cả mặt trước và mặt sau rồi nha. Khi mình bỏ kẹp xe đúng không? Mình kẹp lại. Kẹp lên xe và đi thôi. Đó. Rất là nhỏ gọn nha. Dòng này nó màn hình nó không quá to, 7.9 inch thì phù hợp. Nó không quá nặng để cho những khách hàng mà thay giải trí nhưng mà sợ những con máy nó quá nặng, nó cầm nó mỏi tay hay vấn đề gì đấy. Đó, không sợ nha.
Những con này về thực hiện những cái tác vụ Zalo, Facebook, YouTube, TikTok và thoải mái những cái tác vụ chơi game hoặc là học online, nó vẫn có thể đáp ứng được một cách khá là ok luôn. Đấy, vẫn có thể đáp ứng được nha mọi nha. Đấy. Muốn xoay chiều nào cũng được hết. Và đặc biệt thì cái bao da này nó thay thế cho cái giá đỡ luôn. Bên em thì có thể để đứng luôn nha mọi nha. Bao da này mình có thể để đứng luôn. Thực hiện cuộc gọi video call nè, ở mức camera sau cỡ này. Và đây là mức camera trước thực hiện cuộc gọi video call khá là ok nha. Zalo, Facebook, YouTube, TikTok hay là học online này kia nọ là thoải mái trên cái nền tảng con này luôn. Đấy, em bao cam kết cho quý khách hàng sử dụng luôn nha. iOS 15 thì rất là cao, mình không phải lo gì hết nha. Mức giá thì chỉ có 2 triệu 450 ngàn thôi, màu bạc và màu vàng gold nha. Máy thì em sẽ cam kết là máy nguyên zin. Nếu như khi nhận hàng mà mình có máy tính, mình có thể cắm vào máy tính kiểm tra trực tiếp luôn giùm em nha. Và cũng là một cái dòng Samsung nữa, thì bên em hiện tại bên em đã về thêm được cái dòng Samsung Galaxy S21 cho mọi nha. Đây là S21 Plus nha. Samsung Galaxy S21 Plus phiên bản Mỹ. Đợt này thì em cũng về giống như Delo vừa rồi luôn, tất cả đều là máy màu đen hết nha, tất cả đều là máy màu đen hết. Hàng này là hàng zin đẹp keng chính chính nha, với mức giá hiện tại bên em sẽ là 5 triệu 900 ngàn. 5 triệu 9 là có đầy đủ phụ kiện luôn, sạc nhanh nè, ốp lưng cường lực thông dụng nè, cũng như là một que lấy sim. Quý khách hàng không lấy phụ kiện cứ trừ ra giúp em là 150 ngàn nha. Đấy. Máy là máy zin đẹp mới luôn, nó gần như là hàng mới chứ mà thật chất mình nói như mới thì không đúng. Nó không giống như cái hàng mà S22 Ultra này. Dòng này thì nó chỉ là hàng chính chính thôi nha mọi nha. Tức là hàng trưng bày trải nghiệm thôi. Bản Mỹ nha, nó sử dụng cho mình là hai SIM, một eSIM và một micro SIM Samsung Galaxy S21 Plus nha. Tất cả những con này thì hiện tại bên em đã cập nhật lên cho mình là Android 14, tức là hệ điều hành Android mới nhất bây giờ rồi. Em sẽ cập nhật lên sẵn luôn Android 14 nha mọi nha. Đây, Samsung Galaxy S21 Plus nha. Những con này thì màn hình của nó khá là ok to luôn. Màn hình của nó là 6.7 inch nha. Màn hình này độ rộng 6.7 inch. Con chip sử dụng của nó là con chip cực kỳ mạnh luôn, Snapdragon 888. Android thì sẽ là Android 14, thì em đã cập nhật, em cũng đã báo trước rồi ha. Pin con này sẽ được là 4800, nó hỗ trợ cho mình sạc nhanh, sạc siêu nhanh và sạc không dây. Sử dụng là hai SIM, một eSIM và một micro SIM nha. Đấy. Camera sau sử dụng có 3 cam và một đèn flash đây. Cam chính sẽ được là 64 megapixel. Nói chung là camera quay phim chụp ảnh của tụi này thì khỏi chê luôn. Đây là mức hiển thị của camera trước nha. Đây là mức hiển thị của camera sau. Đây là khi mình quay phim bằng camera sau nè, nó bắt nét rất là nhanh nha. Nói chung là Samsung thì bắt nét rất là nhanh, mình có lắc đi hay gì đấy, nó có chống rung quang học, mà những dòng này có chống rung quang học cho nên mình cứ nghiêng lắc là dừng lại là bắt nét ngay. Đấy. Chụp ảnh nè. Còn đây là chế độ chụp ảnh chân dung. Chụp ảnh chân dung thì mình có thể là kiểu như là chụp ảnh xóa phông ấy, nó sẽ nhận diện một cái hình ảnh nào đó thôi. Đấy. Camera trước nè. Rất là đẹp nha mọi nha. Nói chung là dòng này khá là ok và dòng này em giới thiệu rất là nhiều rồi, 5 triệu 9 nha mọi nha. Samsung Galaxy S21 Plus nha. Còn về cái dòng Redmi Note 13 thì ngày hôm qua em đã giới thiệu rồi ha, Redmi Note 13 Pro thì phiên bản 8/128GB bên em về rất là nhiều. Sáng nay em về thêm được một lô 8/128GB nữa nha. Phiên bản Redmi Note 13 Pro 8/128GB là máy mới hoàn toàn, bên em bóc siêu và kích hoạt nha mọi nha, bóc siêu và kích hoạt. Hiện tại những con này thì mã quốc tế thì chạy full 100% tiếng Việt luôn, full 100% tiếng Việt, app ngân hàng này kia nọ là sử dụng ok hết luôn nha mọi nha. Chạy full 100% tiếng Việt luôn. Phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ 128GB bên em đang bán ra là 4 triệu 9. Phiên bản 12GB trên 256GB đầu tuần về thì hiện tại nó mức giá sẽ là 5 triệu 6 nha mọi nha. Nó chênh lệch nhau sẽ là 700 ngàn, đó là Redmi Note 13 Pro. Snapdragon 7S Gen 2, con chip bao cho quý khách hàng chiến game luôn nha. Và tiếp đến mình sẽ về với một cái cây Samsung giá rẻ và cũng là một cái dòng máy mà cuối trong video bên em luôn. Rồi quý khách hàng ở xa mua hàng mình cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giùm em nha, đó là 0971172105 nha. Đây là một cây Samsung Galaxy A31, đây là hàng em thu được của khách thôi, thực chất là hàng này là hàng mình thu của khách thôi. Đấy. Chứ hàng này em không nhập. Hàng thu được của khách luôn. Cây này là bản hàng nha mọi người, nó sử dụng một sim. Tình trạng là cái nắp lưng nếu như mình soi kỹ thì mình sẽ thấy nó nhăm nhăm ở phía dưới này một tí nè. Đấy, nhăm nhăm phía dưới một tí, nhưng mà bên em có tặng kèm ốp lưng nha. Bỏ ốp lưng vào sẽ đẹp ngay. Con này em bán ra thanh lý chỉ có 2 triệu 200 ngàn thôi. 2 triệu 200 ngàn một cây Samsung A31 nha mọi người. Cây này Samsung A31 thì cây này cấu hình nó cũng khá là ok nha mọi người. Thực chất luôn những dòng này cấu hình khá là ok. Nói chung về về cái màn hình của nó thôi là nó là đủ ăn tiền trong cái mức tầm giá 2 triệu 2 này rồi. 2 triệu 2 thì không mua được một cái màn hình như thế này đâu, chắc chắn. Con này sở hữu cho mình là RAM 4GB và bộ nhớ sẽ là 64GB nha. RAM 4, bộ nhớ 64 với mức giá chỉ có 2 triệu 200 ngàn thôi. Bản hàng nó sử dụng cho mình là một SIM nha mọi người nha. Sử dụng là một SIM Samsung Galaxy A31 nha. Đấy.
Phần mềm thì coi này nó sẽ được cập nhật lên Android 12 rồi này. Đấy. Pin thì dòng này nó sẽ được là pin 5.000, nó hỗ trợ cho mình là sạc nhanh 15W nha mọi người nha. Sạc nhanh thì bên em bán ra thì với mức giá 2 triệu 2 thì đã có tặng kèm sạc nhanh rồi, thì sẽ có sạc nhanh nè, một chiếc ốp lưng và quay lấy sim nha mọi người nha. Đấy là Samsung Galaxy A31. Dòng này thì nó sử dụng cho mình chỉ có một sim thôi, phiên bản hàng thì nó sử dụng một sim thôi. Đặc biệt mà sao tại sao em nói cái mức giá này thì không mua nổi cái màn hình của nó, tại vì cái màn hình con này á, độ rộng sẽ được là 6.4 inch. Độ phân giải của nó sẽ được là Full HD cộng, mà đặc biệt cái màn hình của nó là công nghệ Super nha, Super AMOLED cho cái màn hình này, cho mình xem những video 3D hoặc là những cái độ nhanh độ nhạy nó khá là ok luôn. Con này thì nó sử dụng cho mình là những cái nền tảng chiến game chiến đồ là thoải mái nha, chiến game chiến đồ là vô tư luôn ấy. Đấy, mặc dù là RAM 4 bộ nhớ 64 thôi, nhưng mà những cái nền tảng game từ trung bình khá đều có thể chiến một cách mượt mà hết. Camera sau này sẽ gồm có 4 cam và một đèn flash nha mọi người nha, gồm có 4 cam. Cam chính của nó thì sẽ được là 48 megapixel. Đây, mình sẽ test luôn cái camera của nó nè. Quay phim nè. Rất là nét nha mọi người nha. Đấy, rất là nét nha. Và ở đây thì sẽ là cái mức hiển thị của camera trước nha mọi người nha. Đây là cái mức hiển thị của camera trước. Đấy, camera trước. Đó. Nói chung là full chức năng, khung xương con này đẹp luôn nha, khung xương rất là đẹp nha, RAM 4 bộ nhớ 64, pin 5000. Đấy, mà sở hữu cái màn hình Super AMOLED nữa của Samsung A31 mà với mức giá hiện tại chỉ có là 2.200.000 thôi. Rất là đáng mua trong tầm giá nha mọi người nha. Và đó là những cái dòng sản phẩm mà em muốn giới thiệu cho quý khách hàng trong cái video trưa hôm nay. Thực chất là còn khá là nhiều những dòng sản phẩm mà bên em chưa kịp giới thiệu, giống như những dòng A56 nè, 2.3 nè, những dòng như A90 bên em liên tục về. Nói chung là A90 bên em về liên tục. Đấy, dòng 12 Pro Max cũng về liên tục nha. Quý khách hàng ở xa mua hàng thì mình cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971172105 nha. Tất cả các đơn hàng gửi đi tỉnh thì bên em sẽ điều nhận cọc trước là 50.000, 100.000. Và trước khi thanh toán thì mình sẽ được khui hàng kiểm tra trước, đúng hàng, đúng sản phẩm thì mình mới nhận nha. Hàng ngày trong cái thời gian lên video cũng như lên những chương trình báo giá thì bên em sẽ lên ở hai trang, trang Facebook trên Di động Online Thành Phố hoặc là trang YouTube tên là Di Cửa Hàng Di Động Thành Phố nha. Và đặc biệt bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại duy nhất thôi, đó là 0971172105, để tránh những trường hợp lừa đảo cũng như là một số cửa hàng mạo danh. Thì quý khách hàng cứ để ý số điện thoại giúp em nha, bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại thôi. Số điện thoại này bên em có sử dụng Zalo luôn, nhưng mà Zalo em chỉ trả lời tin nhắn, Zalo bên em không nhận cuộc gọi nha, rất mong quý khách hàng thông cảm. Tại vì Zalo bên em khá là nhiều tin nhắn cho nên em không nhận cuộc gọi được. Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em nhé. Để nhận được những cái thông báo cũng như là những cái chương trình mà bên em lên những cái video mới thì mình có thể bấm vào nút đăng ký kênh hoặc là bấm vào cái nút theo dõi trên nền tảng Facebook cũng như trên YouTube để có thể là nhận những cái thông báo khi bên em lên những cái chương trình mới nhất nha.